Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 10 tháng 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Văn Ca, Ủy viên Ban chấp hành tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Ban thường vụ huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị chuyên đề tháng 9 năm 2024 để bàn một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Triệu Minh Siết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Trịnh Văn Thế, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo văn phòng huyện ủy, đại diện lãnh đạo các phòng, nội vụ, tài chính, kế hoạch, lao động, thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo. Tại hội nghị, sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trịnh Văn Thế thông qua báo cáo xin chủ trương về cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì công trình đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Mường Lát, kế hoạch điều động viên chức giáo dục và chủ trương đề nghị Hội đồng Nhân dân huyện điều chỉnh nghị quyết số 20, nghị quyết Hội đồng Nhân dân ngày 3 tháng 11 năm 2023 về đầu tư công trình trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Mường Lát. 100% đại biểu đã tán thành, nhất trí cao với các nội dung được nêu. Kết luận các nội dung trên, Bí thư huyện ủy Hà Văn Ca giao văn phòng huyện ủy sớm làm thông báo kết luận hội nghị để Ủy ban Nhân dân huyện làm cơ sở thực hiện, đặc biệt là kế hoạch điều động viên chức giáo dục từ nơi dôi dư đến nơi thiếu theo đúng quy định. Tiếp đó, đồng chí Lương Thị Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy cũng đã thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 7, nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo kết quả công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên tháng 9 năm 2024.